Mình xin chào các bạn. Thì ở video thứ nhất thì mình đã chia sẻ với bạn về cái sản phẩm Multica K3 trong cái việc mà chặn đọt, cũng giống như là những cái lưu ý, những cái kinh nghiệm sử dụng Multica K3 sao cho hiệu quả nhất. Thì ở video này mình tiếp tục làm về cái sản phẩm KB. Về cái sản phẩm KB này các bạn, với KNO3 thì rất là nhiều nhà vườn gọi về cho mình ấy, thì họ hay bị nhầm lẫn các bạn. Nhầm lẫn giữa MKB và KNO3. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm rõ các bạn ha. MKB các bạn thì cái thành phần của nó chỉ có lân và kali thôi. Còn cái KNO3 là có đạm và kali. Thì chúng ta phải cố gắng chúng ta phân biệt cho chính xác. Thì nếu như ở video 1 thì KNO3, Multica KNO3 mình chia sẻ là chúng ta không nên dùng để chặn đọt vì nó có đạm. Thì áp dụng cái quy tắc suy luận logic thì đến cái video này các bạn thấy là đạm ở đây là 0%, nghĩa là không có đạm. Có lân và kali thì hàm lượng là lân cao thì sẽ giúp cho lá là màu già lá hoặc ha, màu xanh lá, bộ rễ phát triển mạnh, hút dinh dưỡng, nuôi hoa nuôi trái. Đồng thời có kali sẽ làm tăng phẩm chất của hoa, của từ đó tăng phẩm chất luôn của trái và thành phẩm sau này. Như vậy mình có thể suy luận được đó là cái sản phẩm MKB này nó sẽ phù hợp cho quá trình chặn đọt bằng cách là làm màu già lá ha. Khi lá đã già rồi thì cây nó sẽ ít tập trung dinh dưỡng hơn để nó nuôi cái đọt non. Vì vậy thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng để nuôi hoa. Thì đây là một cái phương pháp mà ha. Nhưng mà và cái nhược điểm các bạn, cái nhược điểm thì như vậy bạn ha. Cái điều này thì nó cũng hơi nhạy cảm tí xíu. Đó là cái sản phẩm MKB này thì có rất nhiều công ty họ làm. Thì nếu mà các bạn có thể là chọn được một công ty hoặc là những đại lý mà họ uy tín á, thì các bạn mua thì sẽ có cái nguồn MKB nó chuẩn. Nó chuẩn thì dẫn đến là cái chất lượng nó tốt á, thì chúng ta phun lên thì nó sẽ không bị một số cái hiện tượng mình ví dụ như là gai lá nè, một số hiện tượng ví dụ như ngộ độc lá nè và cháy lá. Nó như vậy các bạn ha. Chứ nếu mà cái nguồn không chuẩn á, thì nó sẽ dễ gây ra các tác dụng phụ lắm. Sản phẩm thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là sản phẩm chặn đọt 100 ha. Thì ở đây các bạn nó cũng có cái thành phần cũng hơi giống cái sản phẩm Multica KNO3. Thì mình xin chiếu cái thành phần để chúng ta cùng phân tích ha. Ở đây các bạn thấy không? Vẫn vẫn có đạm bở ha, đạm 1,2%, lân 1,4% và kali 1,6%. Đồng thời có các vi lượng bo, mangan, kẽm. Kẽm nó giúp xanh lá các bạn ha, trong quá trình mà cây mang hoa đậu quả mình nó có kẽm vào thì rất là hay, thế là giúp cho cái lá xanh và nó giúp cho cây quang hợp tốt. Đồng thời chúng ta phải bổ sung magie các bạn ha. Magie nó chính là cái nguyên tố mà gọi là cái nhân của cái diệp lục, giúp cho hỗ trợ cây quang hợp tốt, tạo đường bột và dinh dưỡng cũng như năng lượng nuôi cây. Thì ở đây chúng ta lại thấy cái thành phần các bạn, cái thành phần là có đạm các bạn, lân với kali cao theo cái chiều bậc thang là mình cảm thấy ok, nhưng mà có thêm cái phần đạm 1,2% này thì đây chính là có điểm mà khuyết điểm của sản phẩm này các bạn ha. Khi chúng ta đã chặn đọt rồi mà chúng ta cứ bổ sung đạm vào á, dù ít dù nhiều như vậy thì nó cũng gây cái hiện tượng là nó sẽ kích thích cái sự phát triển chồi non, đọt non. Thì nếu mà cây chúng ta bị suy á, thì chúng ta cho đạm vào á, thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà giả sử những cây chúng ta chăm kỹ quá rồi, nó quá sung rồi, mà chúng ta chỉ gọi là nhích tí xíu nhẹ đạm vào thôi, thì bột nó phải ra đọt non rồi, thì nó bột và nó phải rụng bớt hoa và quả rồi các bạn ha. Thì sản phẩm này vẫn còn khuyết điểm chỗ đó. Thì ở video thứ ba mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn nhiều sản phẩm thêm nữa, các bạn hãy so sánh ha.